Bây giờ tôi mới phát hiện ra không phải, làm tôi thất vọng vô cùng. Bởi vì ấy, mời mà đi Pháp mà biểu diễn là đi xin bằng cái visa lao động chứ bộ. Hôm hôm qua tôi có nói chuyện với một chị ở bên Mỹ, đi qua bên Mỹ. Quý vị còn nhớ lúc trước có một anh nghệ sĩ không? Tôi nói quý vị nghe nè, tôi nói lại quý vị chắc sẽ nhớ nè. Có một cái anh nghệ sĩ, ảnh đi qua Mỹ mà bản thân ảnh được mời cho một chương trình, nhưng mà cuối cùng á thì mới nhận định lại đó là visa đó là cái visa đi du lịch, coi lại là nó hết hạn, không nhập cảnh qua được. Mời qua làm việc là qua bằng, phải là qua bằng visa, là visa làm việc chứ không phải là visa du lịch, cho nên là qua bên đó không có được. Quý vị còn nhớ lúc đó không? Đó, có một số anh chị trả lời đúng rồi đó. Tôi nói chính xác về visa chứ mới sai đâu nha. Tôi tư vấn về visa cũng nhiều đó. Mỗi một cái nhu cầu nhập cảnh vào quốc gia khác đó, nó có một cái nhu cầu khác nhau, và từng cái nhu cầu đó người ta cấp cho mình một cái visa là khác nhau. Nếu như mà visa du lịch thì câu chuyện nó khác, còn visa mà lao động câu chuyện nó khác, visa đầu tư câu chuyện nó khác, visa mà doanh nhân du học thăm thân là câu chuyện nó khác nữa. Cho nên là từng loại visa thì nó sẽ có những cái công việc là khác nhau, chứ đâu phải là muốn đi Pháp là đi đâu. Đi Đức thì được, đi Đức thì được, Đức mà Đức T á chứ không phải Đức C ha, đi Đức luôn á thì được, đi Đức luôn dễ lắm. Mà Đức là Đức T thôi, Đức C á là khác nha. Nghe cái câu status, tiễn tiễn đi Pháp biểu diễn, tiễn đi Pháp biểu diễn. Tôi nghe tôi giật mình luôn, trời đất ơi. Ở Việt Nam á là 4 5 tháng nay là không được mời rồi, mà ở bên nước ngoài họ mời là cũng ghê. Qua bên nước ngoài mà biểu diễn nghệ thuật đó là cái đơn vị mà mời đó, họ phải là đơn vị có chức năng biểu diễn, tổ chức biểu diễn, phải kê khai thuế, người nước ngoài vào để mà biểu diễn là phải có giấy phép lao động, rồi phải kê khai thuế nữa, rồi mới cầm ngoại tệ ra khỏi nước người ta được, chứ đâu phải muốn qua là qua, muốn làm là làm đâu quý vị. Tôi thực hồi xưa đó là tôi làm nhiều cái giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam, bắt buộc phải chứng minh rất là nhiều thứ. Ví dụ nè, nếu mà ở nước ngoài mà qua Việt Nam với cái vai trò đó là cái người đi sửa chữa những cái máy móc được nhập khẩu từ ở nước ngoài qua, thì người ta qua ở nhiều dạng là chuyên viên, chuyên viên để qua sửa máy móc mà do họ bán qua Việt Nam đó, thì họ không cần xin giấy phép lao động, nhưng phải chứng minh bằng cái cách là có cái hợp đồng mua bán, có chuyển khoản, có xuất hóa đơn chứng từ, có xuất hải quan, rồi họ mới được phép nhập cảnh vào Việt Nam theo diện là chuyên gia để họ sửa chữa máy móc. À, hoặc là một cái người nào đó có trình độ ở nước ngoài đi, muốn qua Việt Nam làm việc, thì những cái ngành nghề đó phải được Việt Nam là welcome, mở cửa, thì họ mới được phép qua Việt Nam làm việc, nhưng phải có bằng đại học, ít nhất phải có 5 năm kinh nghiệm ở Việt Nam, được ký hợp đồng với công ty của Việt Nam thì mới xin được giấy phép lao động, rồi mới được khai thuế, rồi mới được đem cái tiền đó về nước của mình để xài. Chứ đâu có phải rằng là qua Việt Nam là muốn qua là qua, muốn về là về đâu. Còn nếu qua Việt Nam, ví dụ hôm bữa là có Blackpink đó, đúng không? Blackpink mà qua Việt Nam hát á, là cả một cái quá trình chuẩn bị là về giấy phép lao động, chứ rồi mua bài hát, chứ đâu phải chuyện đơn giản là Blackpink nổi tiếng cỡ nào mà qua Việt Nam muốn biểu diễn là phải có giấy phép lao động, phải xin giấy phép tổ chức, đúng không? Đăng ký bài hát có vi phạm bản quyền hay không, chứng minh rằng là mình đã được là cái người nhạc sĩ đó là cho phép sử dụng để biểu diễn trong cái buổi concert đó, chứ đâu có phải là muốn biểu diễn bài gì là biểu diễn đâu. Rồi thu nhập bán vé như thế nào, rồi phải đóng thuế ra làm sao với Việt Nam chứ, rồi mới được bay về Hàn Quốc chứ. Mặc dù á là Hàn Quốc qua Việt Nam không cần xin visa,
ha, Hàn Quốc qua Việt Nam không cần xin visa, nhưng khi muốn qua Việt Nam biểu diễn thì câu chuyện nó lại khác nhau nữa nha. Quý vị nên nhớ nè, mặc dù Việt Nam mình được miễn visa cho một số nước, nhưng mà miễn visa đó để dành cho mục đích là đi du lịch tham quan thôi, hoặc là thăm thân nhân thôi. Với là những cái visa đó nó dành cho những cái chương trình mà qua mà không phát sinh công việc làm. Còn qua Việt Nam mà có biểu diễn, có làm việc, thật ra ca hát cũng là biểu diễn nghệ thuật, mà biểu diễn nghệ thuật cũng là lao động. Cho nên là có phát sinh thu nhập là phải có giấy phép lao động. Còn ví dụ mà qua Việt Nam đó, mà người nước ngoài qua Việt Nam đó, mà vô phòng trà mà giống như là hát với nhau cho vui đó, thì ok, chẳng ai cấm cản cả. Người Việt Nam mình qua Mỹ cũng vậy, hay qua Pháp cũng vậy, mình vô phòng trà mình ngồi mình uống cà phê rồi mình hát với nhau để giao lưu, cái chuyện đó là chuyện bình thường, chẳng ai cấm cản cả. Ví dụ phòng trà Đồng Dao đi, bản thân ở trong đó đó là người ta vô để uống nước, để nghe thưởng thức ca nhạc, mình lên mình biểu diễn cho vui, không có thu nhập, chuyện đó là bình thường, đúng không? Còn mình đứng lên để mình hát, mình lấy cách C, câu chuyện đó lại khác à nha, câu chuyện đó lại khác à. Cho nên là có nhiều anh chị cứ nghĩ là mình đi qua nước ngoài á, rồi cái bắt đầu mình xin là dạng du lịch, rồi cái mình đi trốn ở bên đó nha, mình trốn bên đó cái mình ở lại mình làm việc, mình làm việc thì cái mình có thu nhập. Xin thưa là những trường hợp như vậy đó là vi phạm pháp luật ở nước sở tại, thì người ta phát hiện ra là người ta sẽ trục xuất mình ra khỏi cái đất nước đó thôi nha quý vị, cái đó là hiển nhiên. Đất nước Việt Nam mình cũng vậy, có nhiều cái trung tâm mà Anh ngữ chẳng hạn đi, nếu như mà khách du lịch biết tiếng Anh qua Việt Nam mà có những cái chứng chỉ đàng hoàng là phải xin giấy phép lao động mới được đăng ký dạy tiếng Anh trong những cái trung tâm đó. Còn nếu khách du lịch biết tiếng Anh mà qua Việt Nam mà đứng vô dạy không xin giấy phép vẫn bị trục xuất về nước, bởi vì anh vi phạm pháp luật nước sở tại. Thứ nhất là bị phạt, phạt hành chính. Thứ hai, anh sẽ bị trục xuất. À, có chị Nguyễn Nhung nói rằng là có huy chương vàng nữa hả? À, cái huy chương vàng thì tôi có nghe nói nhiều thôi, nhưng mà tôi không có rành những vụ đó không gì. Cái huy chương vàng tôi có nghe là mất đó. À, chị Trần Thị Ngọc Ngân có hỏi là luật sư cho hỏi, tôi đang đóng thuế ở phường, nay phường chuyển đi hơi xa, vậy tôi đóng thuế qua ngân hàng có hợp lệ không? Tôi không biết chị đóng thuế gì. Thì tôi tạm đi. Một là chị đóng thuế về kinh doanh buôn bán tạp hóa ở địa phương đúng không? Đóng thuế khoán. Hai đó là chị đóng về cái thuế thuế phí phi nông nghiệp của nhà đất đúng không? Thì bây giờ nếu mà mình thông thường những cái thuế phí này là mình đi nộp trực tiếp, người ta có biên nhận. Còn nếu như trong trường hợp họ có nhận qua tài khoản ngân hàng thì mình xin số tài khoản mình đóng thuế thôi. Xong rồi mình cầm cái bill đó mình đi lên phường mình xin là xuất ra cái hóa đơn. Chứ bây giờ chị hỏi rằng là đóng thuế không thôi thì tôi không hình dung được là đóng thuế gì. Thì tôi tạm gọi là thuế phi nông nghiệp nhà đất, và thứ hai là cái thuế khoán về bán tạp hóa ở địa phương. Thì phường chỉ thu hai loại thuế đó thôi. À, thuế kinh doanh nhỏ lẻ thì đúng rồi. Thuế kinh doanh nhỏ lẻ là thuế tạp hóa đó.